quả thật là rất hồi hộp. Tâm lý sẽ đóng vai trò then chốt ở loạt sút luân lưu này. Vũ Văn Thanh và Fahin. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta đã thở phào với cú đá đầu tiên, dù có thể cảm nhận một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thanh. Đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên. Ahmed Basin đã đoán đúng hướng sút nhưng chưa chạm được vào bóng. Đội trưởng của đội bạn Barca. May mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng rất giống với cú đá trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc. Tiến Dũng đã không bị lừa. Tiến Dũng không bay người mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác bật nhảy để đánh lừa đối thủ. Vâng. Lợi thế penalty đang dành cho các cầu thủ của chúng ta. Và chúng ta cũng đang có lợi thế về tinh thần. Chắc chắn là như thế. Quang Hải là người thực hiện quả đá tiếp theo. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy. Tự tin để tạo ra một cú đá hoàn hảo. Hai cú đá của Văn Thanh và Quang Hải đều vào cùng một góc. Quang Hải, Văn Thanh, Tiến Dũng đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội của mình. Lần thứ hai trong trận đấu này, Tiến Dũng sẽ đối mặt với Hussein. Chắc chắn là số 10 của đội bạn đang áp lực, rất áp lực. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn rất nhiều so với trong trận đấu. Hussein nhìn ngóng hy vọng cho U23 Iraq. Đó là đội trưởng Lương Xuân Trường thực hiện quả sút thứ 3 cho U23 Việt Nam. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Tất cả đều rất tự tin ở chấm 11m. Hình ảnh rất đẹp. Tôi tin rằng nhiều người không dám xem những khoảnh khắc này anh Cường. Tôi cũng đang rất hồi hộp. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa 3-3. Có vẻ như là Đức Trinh. Đúng là Đức Trinh.
cú đá chính xác của Đức Trình và vẫn là một góc sút đó. Không biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không. Cả bốn cú sút của chúng ta đều thực hiện hoàn hảo. Và nếu như Tiến Dũng cản phá thành công lượt đá này của đội bạn, chúng ta sẽ vào bán kết. Cố lên Tiến Dũng. Amzet vào sân ở hiệp 2 với hy vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Ai sẽ là người đá quyết định của U23 Việt Nam đây? Khoảnh khắc lịch sử tiếp theo đang chờ đợi U23 chúng ta. Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng vẫn vào. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ U23 Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình. Và khi quay lại thì là sự ngọt ngào, một sự ngọt ngào đến kỳ diệu. Hoàn toàn xứng đáng thôi. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại của chúng ta trước một đội bóng đến từ câu chuyện của 1001 đêm. Hoàn toàn xứng đáng. Những chiến binh áo đỏ đã làm nên điều kỳ diệu. Một thành tích vĩ đại của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Cảm ơn các cổ động viên. Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Một trận đấu mà chúng ta trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc có thể diễn ra trong một trận đấu bóng đá. Mà nó xứng đáng là một trận chung kết chứ không phải tứ kết. Đúng là trận đấu này sẽ đi vào lịch sử của giải U23 châu Á. Và nếu cần một màn quảng cáo cho sức hấp dẫn của giải đấu này thì đây chính là chiến thắng của chúng ta trước U23 Iraq. Cái cách mà chúng ta phải gồng mình khi đối phương gần như muốn vắt kiệt sức của chúng ta trước một đội bóng hơn hẳn về chiều cao, hơn hẳn về thể lực. Và chúng ta có được nụ cười ngọt ngào của sân trường, hạnh phúc vỡ bờ của các cổ động viên. Rất xứng đáng anh Dũng ạ. Vâng. Khi mà bóng... Vâng, cảm xúc của ông Park Hang-seo.